Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Bão số 16 đang dần suy yếu nhưng hoàn lưu của bão vẫn có thể gây mưa gió trên đất liền Nam Bộ. Ngay sau đây, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ cập nhật diễn biến mới nhất về bão. Chào quý vị và các bạn, đến 13 giờ ngày hôm nay thì cường độ bão đã giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Vị trí tâm bão còn cách quần đảo Côn Đảo khoảng là 240 km về phía đông. Trên ảnh mây vệ tinh cho thấy hoàn lưu của bão cũng đã mỏng bớt và không còn dạng xoắn nữa. Dự báo bão sẽ còn suy yếu thêm khi mà tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Và bão đi chậm lại nên khả năng phải đến 1 giờ sáng ngày mai thì tâm bão mới ở phía nam của quần đảo Côn Đảo. Và khi đó thì cường độ bão sẽ giảm xuống chỉ còn là cấp 9 giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày mai thì tâm của bão sẽ nằm trên vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và cường độ bão khi đó sẽ là cấp 8 giật cấp 11. Dù yếu đi nhưng hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh cho nhiều vùng biển. Trong đó khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau sẽ có gió mạnh là cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 9, giật cấp 12. Ngoài ra các vùng biển gần bờ của khu vực Trung Bộ do kết hợp thêm với không khí lạnh, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Khánh Hòa có gió mạnh là cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Còn với vùng biển Ninh Thuận và Bình Thuận, gió ở đây sẽ là cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10. Trên đất liền, dù tâm bão ít có khả năng đi vào, nhưng cũng cảnh báo sẽ có gió mạnh là cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 11 cho 4 tỉnh là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng. Sâu hơn trong đất liền, các tỉnh thành như là Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang có gió mạnh là cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Ngoài gió thì từ chiều nay vùng mưa cũng sẽ mở rộng ra khắp khu vực Nam Bộ. Lượng mưa sẽ tăng dần và dồn dập nhất sẽ là khoảng thời gian tối và đêm nay. Đến chiều tối và đêm nay khi mà hoàn lưu bão lại kết hợp với không khí lạnh nữa cũng sẽ gây mưa cho khu vực các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận và cả khu vực Tây Nguyên. Trong đó thì từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ là những nơi khả năng sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Những diễn biến tiếp theo về cơn bão số 16 chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay của thời sự. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra công tác di dời dân, nơi sinh hoạt, ăn nghỉ của bà con nhân dân tại xã Kiểng Phước, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, không được chủ quan lơ là, cần quan tâm tình hình ăn uống và điều kiện sinh hoạt của bà con. Đến 14 giờ chiều nay, tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất di dời 39 người dân nằm trong vùng có khả năng bị ảnh hưởng của bão số 16. Địa phương cũng đã kêu gọi gần 3.000 phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn. 70 phương tiện đang ở trên biển nhưng đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Cơn bão số 16 với cảnh báo mức thiệt hại cấp thiên tai đang hướng vào đất liền các tỉnh Nam Bộ. Bạc Liêu là một trong những địa phương nhiều khả năng chịu ảnh hưởng lớn bởi khu vực này dự báo gần khu vực tâm bão đi qua. Cùng với việc khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng của người dân, thì tỉnh Bạc Liêu còn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ vùng nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao, ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Hai ngày nay, công ty Giày Út Bạc Liêu, doanh nghiệp tiên phong đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, đang tập trung các biện pháp bảo vệ nhà kho, nhà màng nuôi tôm. Đơn vị quyết tâm bảo vệ an toàn cho 8 ao nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh trong nhà kính. Dự kiến trong 5 ngày tới sẽ thu hoạch với sản lượng ước đạt là 40 tấn tôm thương phẩm mỗi ao. Tôm nó cũng đang lớn thì có thể thu hoạch được rồi. Tuy nhiên mà nếu mà đổ bộ bão đổ bộ vào thì cũng rất là nguy hiểm. Sợ là mưa lớn nó sẽ ảnh hưởng tới tôm sẽ bị sự cố. Khu vực nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Bạc Liêu trải rộng trên diện tích hơn 400 hecta, nằm giáp biển Đông, địa hình bằng phẳng, dễ bị ảnh hưởng của sức gió một khi bão ập vào. Đáng lo ngại là toàn bộ cơ sở hạ tầng, nhà xưởng của các điểm nuôi tôm nơi đây đều được làm bằng khung tự chế. Đối với khu công nghệ cao thì hiện nay chúng tôi đã hướng dẫn cho các cái chủ nuôi này đó là khả năng là sẽ lột cái máy ra để nó còn lại, nó không ảnh hưởng lớn về cái khung nuôi. Đối với những ao tôm, những khu vực mà nuôi tôm có điều kiện thu hoạch được, nghĩa là cái size từ 100 con trở lên là sẽ tiến hành thu hoạch. Trong số khoảng 130.000 hecta diện tích nuôi tôm tại Bạc Liêu, hiện diện tích đang có tôm chiếm hơn một nửa. Trong số này có hơn 2.300 hecta nuôi tôm dạng thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Dù tâm bão không đi qua, nhưng nếu chủ quan lơ là, thiệt hại thế mạnh kinh tế dùng nuôi tôm trọng điểm khu vực sẽ là rất lớn.
Trong cuộc họp khẩn với lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 16, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cho phép các lực lượng được dùng các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết đối với những người không chịu di dời. Thủ tướng yêu cầu toàn bộ 19 tỉnh thành từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau không được chủ quan, phải đẩy mạnh công tác truyền thông về mức độ nguy hiểm của cơn bão này. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia huy động các lực lượng và phương tiện cần thiết, chủ động ứng phó trước, trong và sau bão. Thủ tướng giao Bộ đội Biên phòng tìm mọi biện pháp để thông báo về hướng đi, cấp bão và cấp gió tới các tàu thuyền đang có trên biển. Thủ tướng nhấn mạnh tất cả các lực lượng phải đặt trách nhiệm với tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết. Nếu may mắn bão không vào hoặc vào với cấp độ thấp thì hãy coi đây là đợt diễn tập trong bối cảnh thời tiết càng trở nên bất thường như hiện nay. Thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh thành ủy và ủy ban nhân dân các địa phương phải phối hợp chặt chẽ các bộ ngành, thực hiện ngay mọi biện pháp để ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 16 gây ra. Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ vào các tỉnh phía Nam để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16. Trước đó, từ tối ngày hôm qua, Thủ tướng đã chỉ đạo một đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu vào các địa phương này. Thủ tướng cũng yêu cầu từng địa phương phải dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống bão. Với dự báo bão số 16 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trải dài từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nên các địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khẩn trương lên phương án chuẩn bị sơ tán dân đến nơi tránh trú bão an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Cà Mau, hiện nay các huyện ven biển như U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Ngọc Hiển, Đầm Dơi đã sẵn sàng các phương án di dời dân. Nếu bão tan biên với sức gió dưới cấp 10, các địa phương này phải sơ tán khoảng 85.000 dân. Nếu bão có sức gió mạnh trên cấp 10, toàn tỉnh sẽ sơ tán khoảng 230.000 dân. Công tác phòng chống bão tan biên đã được triển khai đến người dân. Tỉnh này hiện còn khoảng 800 tàu với 7.000 lao động đang hoạt động xa bờ tại các vùng biển thuộc khu vực từ Hòn Chuối đến Bãi Cạn, tỉnh Cà Mau và khu vực đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang là một trong ba tỉnh được Trung ương lưu ý có vùng nuôi trồng thủy sản ven biển lớn bên cạnh Vũng Tàu và Cà Mau, cũng là địa phương nằm trong hoàn lưu bão số 16 và có khả năng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão. Từ chiều hôm qua, Kiên Giang đã cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, đồng thời sẵn sàng cho học sinh, công nhân nghỉ, tiến hành sơ tán di dời dân tránh bão trong tình huống xấu nhất. Ba huyện ven biển của Bến Tre là Ba Tri, Bình Đại, Thành Phú đang nhanh chóng di dời sơ tán khoảng 20.000 hộ dân sinh sống tại các khu vực cùng bãi, gian sông, gian biển đến những cơ sở y tế, trường học kiên cố trước 12 giờ ngày 25 tháng 12. Có biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán, tỉnh cũng đã cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 12, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ sáng ngày hôm qua. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến nay lực lượng biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 69.000 phương tiện với hơn 343.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Đã thông báo di chuyển 4.096 lồng bè nuôi trồng thủy sản với 7.534 người. Hiện có 10 trên 15 tỉnh, thành phố đã tổ chức di rời, trong đó 8 tỉnh đã di rời được hơn 74.200 người, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Dương, Cà Mau và Hậu Giang. Về thu hoạch lúa mùa và hoa màu, hiện vẫn còn hơn 1.300 hecta lúa trong giai đoạn chín có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão. Vào sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác ứng phó với cơn bão số 16 trước khi bão đổ bộ. Chúng tôi đang kết nối điện thoại với phóng viên Quý Thông để cập nhật tình hình thời tiết mới nhất tại đây. Thưa anh Quý Thông, cho đến nay thì công tác ứng phó của tỉnh Kiên Giang được thực hiện như thế nào ạ? Vâng, thưa anh Tiến Anh và quý vị. Vào sáng nay thì đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 16 tại Kiên Giang. Thì thời tiết hiện nay tại Kiên Giang thì vẫn không có gì là thời tiết vẫn nắng đẹp. Thì toàn tỉnh Kiên Giang hiện nay có gần 11.000 tàu thuyền và tính đến 9 giờ sáng nay thì toàn bộ đã về nơi tránh trú an toàn. Về số nhà dân thì tỉnh đã sơ tán hơn 38.000 hộ với gần 140.000 người đến nơi an toàn. Hiện nay thì các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giúp người dân sơ tán các hộ còn lại. Thêm vào đó thì địa phương đã thông báo cho nghỉ học từ học sinh lứa tuổi mầm non cho đến sinh viên trong 2 ngày là từ ngày hôm nay là ngày 25 và ngày mai. Tỉnh Kiên Giang hiện nay điều lưu ý nhất là vẫn còn hơn 20.000 hecta lúa mùa chưa thu hoạch cùng gần 120.000 hecta diện tích nuôi tôm và cá lồng bè. Thì mặc dù đã có thông báo thì các chủ lồng bè đã chủ động chuẩn bị các phương án như là máy phát điện,
và di dời các lồng cá để về nơi khuất gió xung quanh đảo để đảm bảo an toàn cho các diện tích nuôi trồng của mình. Vâng, được biết là anh đang đi theo đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Thì vậy thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có những chỉ đạo như thế nào về các biện pháp ứng phó đến thời điểm này thưa anh? Trong buổi làm việc sáng nay thì Ban Chỉ đạo Trung ương và phòng chống thiên tai đã thông báo, tức là khi bão vào vùng biển nước ta thì đã có dấu hiệu là suy yếu. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta không thể là chủ quan được. Thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu tỉnh Kiên Giang cũng như các địa phương phải tuyệt đối luôn chuẩn bị các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó là phải luôn theo dõi sát sao những diễn biến của bão và không để rơi vào tình trạng bị động. Hiện nay thì Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các lực lượng công an và quân đội của tỉnh Kiên Giang là giúp bà con thu hoạch những cái diện tích lúa đã có thể thu hoạch và sơ tán nốt những cái hộ dân còn đang ở trong vùng nguy hiểm về nơi an toàn. Cùng với đó là bảo vệ các cái công trình xây dựng, bởi vì Kiên Giang hiện nay cũng là một tỉnh đang có rất nhiều công trình nhà cao tầng đang xây dựng. Thì Ban Chỉ đạo Trung ương và phòng chống thiên tai cũng yêu cầu người dân luôn phải đề phòng và chủ động tự bảo vệ cho tính mạng của chính mình. Vâng, thưa anh Tiến Anh. Vâng, xin cảm ơn anh. Để đề phòng những ảnh hưởng của bão, một số địa phương đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học từ ngày hôm nay đến hết ngày 27 tháng 12, sẵn sàng 100% quân số các lực lượng vũ trang, quân đội túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân. Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường từ mầm non đến trung học phổ thông cho học sinh nghỉ học từ chiều nay đến hết ngày mai để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Riêng học sinh ở huyện Cần Giờ nghỉ học ngay từ sáng nay. Sở cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục không tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, dã ngoại tại địa bàn huyện Cần Giờ và các nơi khác trong thời gian có bão, cho đến khi cơ quan chức năng có thông tin cụ thể về thời tiết đảm bảo an toàn. Theo các thông tin khí tượng mới nhất thì tâm bão số 16 sẽ lệch xuống phía nam so với Côn Đảo. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Công Trung đang có mặt tại Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin anh cho biết tình hình thời tiết tại Côn Đảo như thế nào? Vâng, thì rạng sáng nay thì tại Côn Đảo đã có mưa nhỏ và kéo dài. Đến sáng nay thì mưa đã giảm nhưng mà gió đã mạnh lên rõ rệt. Thì dự kiến là khoảng vào trưa nay thì những ảnh hưởng mà mạnh mẽ hơn của bão số 16 sẽ tác động nhiều hơn đến khu vực ở Côn Đảo ạ. Vâng, vậy thì theo ghi nhận thì tình hình di dân và các công tác đảm bảo các công trình trên địa bàn trên đảo của địa phương đến thời điểm này như thế nào rồi thưa anh? Vâng, thì các lực lượng chức năng ở Côn Đảo dự kiến thì bão sẽ ảnh hưởng mạnh đến khu vực này. Thế nên là từ nhiều ngày qua là cái công tác di dân đã được thực hiện và đến nay thì cũng đã cơ bản hoàn tất. Chỉ còn khoảng vài thuyền viên trên khoảng 5-7 ghe cá thì sáng nay đang được kiên quyết để vận động để đi lên bờ. Ngoài ra thì các lực lượng vũ trang cũng đang tích cực rà soát lại những nhà dân nào mà thấy còn yếu, những nhà dân cuối cùng để thực hiện các công tác chằng chống nhà cửa. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số lo ngại là cụ thể là những công trình di tích đã quá cũ rồi, nhưng mà công tác sửa chữa thì phải trải qua nhiều công đoạn. Ngoài ra thì có một khu chợ tạm ở tại khu vực trung tâm của Côn Đảo, thì ở đây chỉ xây dựng bằng cột sắt và mái tôn thì rất dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì người dân cũng đã được vận động là di dời những tài sản có giá trị và cũng như tìm đến những nơi trú ẩn an toàn rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Liên quan đến việc đi lại, ngay từ chiều ngày hôm qua, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco đã thông báo hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ các tỉnh phía Nam. Việc điều chỉnh kế hoạch khai thác được các hãng hàng không thông báo tới khách hàng bằng tin nhắn hoặc hành khách có thể theo dõi trên các trang web của các hãng, các phòng vé trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của các hãng hàng không nói trên. Đồng thời, hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cần Thơ, Liên Khương, Đà Lạt, Cam Ranh, Khánh Hòa, đặc biệt là 3 sân bay Côn Sơn, Côn Đảo, Rạch Giá, Quên Kiên Giang, Cà Mau cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin của hãng để chủ động lịch đi lại.
hoạt động cảng bến đường thủy nội địa tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long phải tạm dừng ngay trong ngày hôm nay. Tàu thuyền cũng không được cấp phép rời bến cho đến khi có thông báo mới. Đây là chỉ đạo của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 trước diễn biến của cơn bão số 16. Riêng tại Cần Thơ có 10 bến tàu khách phải tạm ngừng hoạt động, đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, trong đó có bến Ninh Kiều. Hoạt động đưa đón khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ cũng ngừng hoạt động cho đến khi có chỉ đạo cho phép hoạt động trở lại. Trên các tuyến sông lớn như sông Tiền, sông Hậu phải hướng dẫn người dân neo đậu thuyền tàu an toàn, ngừng các hoạt động trên sông sau 18 giờ trong những ngày bão. Tiền Giang được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 16. Phóng viên Quách Hằng đang có mặt tại Cù Lao sẽ thông tin chi tiết cho quý vị. Thưa chị Hằng, tình hình di dân của khu vực được thực hiện đến đâu rồi ạ? Tại huyện Cù Lao Tân Phú Đông trong buổi sáng ngày hôm nay thì công tác di dời dân đang được khẩn trương thực hiện và dự kiến trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ có khoảng 5.000 dân sẽ được di dời đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, ủy ban nhân dân và trường học. Song song với đó thì ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đang khẩn trương cho gia cố lại bến phà Tân Long. Đây là con đường độc đạo duy nhất để nối liền giữa Cù Lao với đất liền. Cùng với đó thì trong sáng ngày hôm nay thì các xe viễn thông cũng đã được điều động đến huyện Cù Lao này để có thể đảm bảo liên lạc cho huyện Cù Lao nếu như có sự cố xảy ra. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số 16 đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Và bây giờ thì xin trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn chị. Sẽ cưỡng chế những hộ dân không chịu di rời, đó là chỉ đạo của đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khi kiểm tra tình hình phòng chống bão số 16 ở một số xã ven biển thuộc huyện Đông Hải trong tối qua. Việc di rời sẽ hoàn thành trước 10 giờ sáng nay. Đến tối qua vẫn còn khoảng 8.000 nhân khẩu ở các xã ven biển như Điền Hải, Long Điền Tây và Long Điền Đông và thị trấn Gành Hào của tỉnh Bạc Liêu chưa chuyển đến nơi trú ẩn an toàn do tâm lý chủ quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về bão trong những bản tin tiếp theo. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.